ở đâu? Ủa sao thấy ngân lặng đó? Ở đầu nằm đây. Tôi chạy ra là thấy nằm ở đó rồi. Dạ. Tôi sợ rung hết trơn luôn á. Dạ. Nó máu máu nhiều dữ không chị? Máu một dũng luôn. Nằm là không có nhúc nhích gì luôn á, nằm đến thinh luôn mà. Thắng là tới đó luôn. Nó nằm ở đây không thắng tới đó. Hay gì? Rồi em thấy cái xe đó chạy nhanh không có được đâu, cái xe nó cũng cũ quá rồi. Một cái xe bốn cha con á, rồi kỳ này thăm nó không chở. Thấy tội quá à chị, mất rồi bỏ ba nó nhỏ. Rồi nó nhỏ. Hay một xem cái hình ảnh này chắc khóc chết luôn. Nhà anh đó đi làm báo cải chủng ở đây rồi mới xuống ra, xuống chạy chạy. Khi mình té da chạm là lủng đứt cái mạch máu rồi đó, cô người luôn. Kìa kìa kìa, sao mà thấy chỗ này nè, thấy chỗ này nè. Vừa đưa ảnh về là khoảng nửa tiếng sau là mất rồi. Mất là 11 giờ 48 phút. Kiệt, ba con bị gì không biết không? Ba con đi làm đấy. Tại sao? Lộn mèo tới 3 lần. Dạ, tại sao lộn mèo tới 3 lần rồi bị té đó. Rồi, ta nói. Người ta nhìn thấy, người ta nói. Sao nhìn thấy chứ? Bởi lộn mèo về đâu? Dạ. Mà lúc mà chồng chứ chở người ta sợ xí, lúc mà chồng em đi chở thì thấy nằm sắp mặt xuống hết rồi. Ồ. Mặt xuống. Xe ba con bể nhiều không? Bể chở kia cổ rồi hơi gãy cái kia. Bây giờ còn chạy được không? Dạ con, nhưng không mà nó chạy không được đâu. Còn chạy được, còn xăng số, nhưng mà nó số nó bị gãy số rồi. Đâu xe đâu, xe bao nào dắt vô mấy chú ra coi kìa. Đi đi ngoài trong. Bây giờ bé gái á cũng dẫn mấy anh em ra cái chiếc xe mà của ba của bé gái bị tai nạn đã qua đời. Thì cũng gần ở nhà đây thôi, cái đoạn đường thì cũng nghiêm đó con, và cái nơi mà xảy ra tai nạn cũng gần gần bên nhà đó con. Dạ. Thấy cái xe cũng còn nguyên quá. Chỗ trước chỗ người ta sửa xe. Trước người ta sửa xe luôn. Dạ. Lúc đó nhiều người thấy cha con té. Thấy. Ờ. À, xe này hả? Hàng ngày ba đi làm á. Nghe nói lộn là tới mấy vòng? Ba vòng, mẹ nó dọn 2-3 vòng đúng không con? Dạ. Ừ. Xe này lộn mấy vòng không được. Con nói gãy cái gì con? Gãy cái gì? Chờ cho chú coi coi. Đâu? Hỏi cái gãy cần số. Cần số. À, đây cần số là gãy luôn à. Cần 3 không cần. Xe đi không cần. Cần 3 không. Xe này thì chạy đâu được nhanh đâu. Xe chạy chậm. Ừ, chạy chậm lắm. Chạy đâu có nhanh đâu mà tới nổi. Chú ba con trời của con là chạy nhanh lắm. Chạy nhanh lắm hả? Dạ. Chắc làm về chạy riết về quá. Chắc sợ mấy đứa con ở nhà. Ừ. Nào. Con chỗ nào chị? Ở đây đường người đá. Đây là cái nơi hiện trường mà của anh tên gì của anh ta? Ờ anh bé hả? Ờ anh bé. Không có lợi nữa mà đâu, đây góc này nè, ngay chỗ này nè. Kìa kìa. Kìa thấy vết ấy kìa. Vết chạy. Rồi, chết chạy. Ở đây nè, đây nè. Đúng không? Nó cào đó đúng không? Ờ tới đây luôn nè anh em ơi. Cái gì? Em nguyên lặng anh. Nguyên lặng nó vô cái hàng rào luôn kìa. Ủa để được. Đụng vô hàng rào luôn hả? Ở đâu? Ủa sao thấy nguyên lặng đó? Ở đầu nó nằm. Ở đầu nằm đây. Em hỏi chút chị. Chút đó chị có hay không? Ủa ở sao? Nghe cái ổn hả? Cầm cái tôi chạy ra là thấy nằm ở đó rồi. Dạ. Tôi sợ rung hết trơn luôn á. Dạ. Nó máu nhiều dữ không chị? Máu một dũng luôn á. Trời ơi trời ơi. Cái lúc đó chị nghe cái tiếng xe nhanh dữ không? Ông anh ở đây nè, ông chạy ra thấy cái là ông chạy xe đi kêu liền luôn á. Giờ chị ở trong phải chạy ra. Mới chạy ra là thấy nằm đóng rồi. Mà chị sợ. Biết ảnh không? Biết anh nằm kia không? Biết nhìn thấy nó. Biết tên biết nhà ha. Biết. Tại nó vô đây sửa xe hoài à biết. Còn cái xe của anh vô sửa hoài à? Vô sửa hoài. Đó là lúc đó là cái xe là nó xe nằm ở đây nè. À xe đằng đó. Xe nằm đằng đó. Người ở đây. Cái nằm ở đây nè. Cái đầu. Cái đầu nó đây. Đây, người tới giờ nằm. Cái lúc đó là có va chạm với ai không mà không có va chạm với ai hết trơn á, tự lên. Cái té cái gầm là lại ra không. Vì cái đường khúc này chấm lỏng mà đâu phải cua đâu. Đúng rồi, phải cua vô mà. Rồi mấy người ở đây chạy ra thì nói không có va chạm với ai đâu. Ồ. Tại có khi cái đường đá bi nhiều lại qua tới đây. Ừ. Nghe
ta nói là nó chạy từ tẳng lại là nó lạng rồi à. Nó làm chủ tay lái không được rồi à, như là bị lạng trước. Cái xe đó có gặp cái vấn đề gì đó không biết, thắng hay là cái gì đó bị cái gì, bị cái gì đó nó lạng lạng rồi. Thấy cái xe đó nó cũ quá rồi, sao làm chuyện tôi đóng cửa, lúc đó là tôi đóng cửa rồi. Dạ. Rồi tôi mới nghe tiếng xe gầm á, tôi chạy ra thấy nó nằm tống rồi. Trời ơi. Rồi ông anh đây mới chạy ra coi thấy cái trong cái kêu liền luôn đó. Dạ. Rồi là báo cho người nhà liền. Rồi báo chạy báo người nhà liền. Cái khoảng bao lâu mới đưa ảnh đi bệnh viện ha? Là báo cho người già ổng vô, ổng về, về, về tới nhà là lại liền hả? Chị chạy lời luôn á. Anh hay chạy đi báo. Là lúc đó là nghe một cái tiếng lớn lắm hả chị? Nghe lớn lắm. Nói tới giờ tôi còn ám ảnh nữa. Sợ hả? Ai mà chạy ngang đây nghe tiếng lớn chút xíu tôi sợ luôn á. Ám ảnh á, ám ảnh luôn á. Nghe cũng hết rồi. Em chở đi bệnh viện mà áo mà dơ hết đồ. Khi mà cái lúc mà chị nghe cái gầm là chị có thấy không? Chị thấy té luôn không? Không, không có thấy té. Tại tôi nghe gầm là tôi nhà tôi cút tới sao. Chị chạy rồi. Ra tôi chạy ra là thấy nằm lắm. Lúc đó là thấy máu gì rồi chị không? Chị nghĩ ảnh bị có qua khỏi rồi mình nghĩ. Tôi nghĩ rồi tôi coi lại thấy nằm nín thinh là tôi nói ơi chắc qua không khỏi, có thể nằm nín thinh. Rồi một hồi cái em nó lại chở đi á, bà chị này nói là thấy bị cái mặt rồi, nói giá trời bị cái mặt không đi cũng đỡ nữa. Nó đang không sao mà nó bị sao. Vết vết thương là chạy ở đâu ở đâu? Vết thương nó chạy ở đâu á, trên cơ thể? Chỉ nó nằm cái đầu lại đây là thấy chảy ra từ máu tùm lum hết trơn. Chảy ra một cái tay chân có cái gì hai chân là không có thấy chảy máu. Chỉ chảy máu chỗ cái đầu thôi à. Lúc đó anh mặc đồ quần dũng hả chị? Quần dài vậy ha. Máu không đó. Tôi sợ máu thấy muốn xỉu luôn. Ai chở nhà giờ chở đi không? Ai trước nhà mà chở đi chợ mà máu một đống gì nè, nói sợ không tin đó. Máu không ở trạm y tế mình ở đây. Máu không chị rồi. Ai lại chụp không chị? Hả? Ừ, không nha. Chưa nó để nói để nói xong xong xuôi hết á. Bây giờ ngày mai này đúng lên rồi. Ok ok ok. Sao mà thấy chỗ này nè, thấy chỗ này nè. Ủa lúc đó ở đây là có đá gì bự bự không chị? Thấy nó vậy thôi, nó đường nó vậy thôi à. Thấy vậy thôi mà đập xuống thì chắc tôi vậy đó. Không biết không hiểu luôn ha. Ủa sao không có cái cục đá nào mà ở đầu lũng ta? Không có cục đá nào bự hết chứ, ở đây là chỉ vậy thôi à. Dạ. Lúc đó là cô cũng thấy luôn hả? Cô. Đặt cái nghe cái lột một cái rồi đặt cái dậy lại chứ lại hả? Ở đây nè. Dạ. Ở đây nói ở đây nè. Trời ơi. Cái đoạn đường này thường xuyên có xảy tai nạn. Đó là hồi đó không có đâu. Ừ, không có. Có trời cũng mưa không chị? Bữa đó mình như là mưa à. Hình như đậu ấy là có mưa rồi mà mưa, đường quá hết nè, khô rồi. Mà đường này cũng khô rồi, đường ta nó khô rồi. Dạ. Hình như là xé xé là có mưa. Dạ. Buổi chiều hả? Mà lúc nó té nó là hình như là 5 giờ mấy á. 5 giờ mấy chiều. Cô nói cái giò lết từ lắm ở đây. Không đâu, nó không có lết. Nó lạng. Nó bắt tay lái từ đó. Tay lái rồi tới đây mà tới lúc mà nghe gầm cái là thấy là xe nằm ở đó. Vậy là ảnh là ảnh tăng chắc mấy vòng rồi. Vậy, cô thấy hả cô? Tại vì cái xe nó nãy nghe ai nói đây là thấy thấy dân địa phương ở đây thấy anh té lộn mấy vòng lận. Cái đó là tôi thấy người nằm ở đây rồi lúc đó anh sẽ nghĩ là chắc không có đến nỗi vậy đâu, cái anh cũng bơm nước không rửa cái vết máu đi ha, cũng không có đến nỗi mất hay mình nghĩ không mất đâu, chỉ chạy chạy ra máu thôi. Thấy con chồng này nè ôm lên là không có đó thôi, ôm cái mồm nữa mấy người ta không có đến nỗi giáo thì chạy như xe chồng đó, xe cộ nguy hiểm quá bà. Xe đó cũng cũ rồi, xe đó cũng hơi nhỏ quá, bây giờ chị đã hư hoài lại sửa hoài. Yeah. Mới đâu 3-4 bữa trước là nó sửa rồi đó. Do hết, xe cũ quá rồi, tao có mua cái xe mới nổi đâu. Tiệm này tiệm của chị hả? Cái xe của chị trước cửa luôn, bởi vì chị cũng sợ. Con máu chảy nhiều. Trời ơi. Tính ngày mà trở về ở nhà mà xịt trước nhà chị ra cũng xịt biết bao nhiêu luôn á, à, cũng không hết. Rồi. Má nhiều lắm, mất má nhiều lắm.
Xì xì ra mà quá trời. Bé sợ não luôn nè. Để nghe cái lục cái cô ở bển vô mua đồ ăn chị dạ. Nghe cô chạy về lẹ, nó chạy về là thấy nó nằm ở đậu giường. Nghe cái tiếng là biết chắc là xảy ra tai nạn. Chạy gọi mau mau mới đi kêu chú bán nó chạy ra nè, nó chạy ra thì chồng có ôm lên rồi đó. Bữa đó là ông chồng tôi nó không có ở nhà, nó ngồi tôi làm bà tôi sợ, tôi thấy vậy tôi sợ cũng luôn rồi. Đâu có dám ra đỡ đâu. Dám ra đâu. Chỉ có người nhà mới dám thôi. Thằng cháu này chạy mau mau đi kêu chồng nó nè. Mình đúng. Chồng mau mau cháu này chạy. Xảy ra tai nạn mà nguy hiểm đến tính mạng. Mau trong lúc nó đi kêu lại là không biết là chết. Dạ. Không biết đâu, mình nghĩ là không có đến tuổi mà tới chết thôi. Với những xác. Vậy mà tính ra là khi mà vừa xảy ra tai nạn là có người hay liền. Chị nghe tiếng là chị chạy ra liền. Dạ. Cũng kịp thời ra rồi đưa đi bệnh viện liền. Nhưng mà tại quá nặng rồi. Em có lại đưa đi mà chạy đi kêu liền luôn đó. Em chồng của nó ôm lên là mềm rồi. Thấy nằm là không có nhúc nhích gì luôn á, nằm đính thinh luôn à. Nằm cái đầu. Cái lúc đó là chị đang chạy ra là chị nghĩ rồi. Không có đến đổi, nói tới chết đâu. Dạ. Nghĩ. Tôi nghĩ nó té hoài, nó đâu có sao. Còn nghe nó té nhiều lần rồi đó. 4-5 lần gì nãy bé kia kể. Cũng té hoài. Mà chạy thôi. Mà đợt này té đợt này té mất luôn. Mà té sao mà nằm ngang được, cái nằm ngang. Ngồi nhờ cái ông kia, ổng chạy xe mà ổng chạy chậm, ổng chở vợ ổng với con ổng nữa. Ổng thắng là tới đó luôn. Trời nó nằm ở đây ổng thắng tới đó. Cái gì? Chúng có khoảng mấy giờ chị? Chúng có khoảng mấy giờ chị nhớ không? 5 giờ mấy, 5 giờ mấy chiều. 5 giờ mấy chiều. Ừ, anh đi làm. Đó ổng hồi đó tới giờ ổng chạy xe chậm mà. Ha. Ừ, nó nó lớn tuổi quá nó chạy chậm. Lúc đó là ổng chở cháu nội ổng với vợ ổng nữa. Thế là em thấy cái xe đó chạy nhanh cũng đâu có được đâu, cái xe nó cũng cũ quá rồi. Ở đây này chị. Dạ, dạ. Bình thường rồi ảnh có chở mấy bé đồ thường xuyên không? Thường thường là chở có chở. Thường khiến sao không có chở? Nó chở con nó cái thằng Út á, con nhỏ. Dạ, nguy hiểm nữa. Thường nó chở ba đứa là nó chở một chiếc xe bốn cha con á. Rồi kỳ này không nó không chở, sao chuyến này không chở. Thấy tội quá hả chị, mất rồi bỏ ba đứa nhỏ. Ba đứa nhỏ quá trời. Đứa mày 1 tuổi đứa 8 đứa 4. Dạ. Ai mà xem mấy hình ảnh này chắc khóc chết luôn. Này chưa hết nỗi buồn giờ lại. Này tính ra là rất là hy hữu luôn khi mà mất một lúc hai vợ chồng. Đi lại giờ phải chồng có lợi ôm mẹ anh nó đi làm báo cải dũng ở đây rồi mới xối ra xối dài dài. Rồi chị này nói là lên bệnh viện còn chảy nữa mà chảy máu nữa. Đi trạm y tế ta đâu có nhận. Vì là khi mà té da chạm là lủng đứt cái mạch đất máu rồi đó. Đứt rồi. Lủng ngay cái chỗ mạch máu nó mới ra là khô người luôn. Đi lên ta sợ não chết. Nó, lúc nó té là thấy nó úp mặt xuống vậy mình đâu có nghĩ là nó bị cái răng đó. Nghĩ là chắc chạy cái mặt nó thôi à. Dạ. Hai giờ là bệnh viện sao nặng. Chứ người mình mà có nhiều máu đâu mà chảy ra hết rồi sao lại sống. Nhìn thấy máu nhiều quá đấy, thấy một dũng thấy. Trong lúc mà nó lại ôm anh nó đi rồi đây mới thối ra. Chạy tới chồng. Một dũng vậy nè, chứ không có mà tới chạy đi đâu. Nói bị là mà. Ngay chỗ đó thôi, ngay cái đó. Đông cục. Một cái lúc đó là công an không có công an nữa. Không phải dẫn kêu cục. Cái này thì người nhà cũng tự chịu đi chứ. Tự nhà ơn à. Có nghe sợ không cô? Có. Nào giờ chưa thấy đi. Cái tình cảnh như vậy. Nó nghe cái đục cái là cô của nó nè, mama chạy kêu vuông liền. Dạ. Liền là chạy kêu liền. Nhưng mà con chở đi không chị? Cái như lúc đó là nặng quá rồi, giờ có chở đi giống như gia đình nóng suốt ruột rồi chở đi vậy. Nóng lòng mà chở đi vậy thôi. Chứ có ảnh khi ảnh gần mất rồi. Chảy máu quá nhiều chắc cũng máu quá nhiều. Mình nghĩ là chắc có lẽ đi cấp cứu có lẽ được đỡ, ai về đâu nghe đặng cái thằng cái bố nghe hỏi thăm đấy chứ. Sáng sớm mở cửa ra đi hỏi thăm cũng có
Vì là cái xe của ảnh là chắc bị chịu cố gì sẵn rồi. Không đẩy không được đó, xe đẩy càng cái qua bánh. Em nó lại đẩy. Đúng rồi, mọi bằng em nó đẩy. Hay là mình đang chạy rồi nó dính lại cái gì á, rồi mới lái không được nữa, mới té rồi sao. Lúc đó là thấy hàng xóm là ai thức cái đèn mở đèn lên cho chị. 5 giờ chiều còn sáng. 5 giờ chiều. Có 5 giờ chưa tối. Anh chạy đi kêu là giờ có đồng hồ là 5 giờ luôn á. Đúng 5 giờ đúng luôn hả? Ừ, 5 giờ đúng luôn á. Kêu xong em á. Xong rồi lên viện về nhà là tối. Về nhà là 10 giờ mấy tối. Ồ, 10 giờ. Anh về được nửa tiếng sau là anh mất rồi. Chạy đi tới Sóc Trăng lần đó. Đi tới Sóc Trăng lần đó. Tới bệnh viện đa khoa Sóc Trăng. Đúng rồi, đi tới bệnh viện đa khoa Sóc Trăng. Chạy đi tới bằng sáng giờ mình đi 50 cây số. 50 cây. Mới tới bệnh viện hả? Mất thời gian hơn nhiều. Cái lúc đó đưa đi là đưa bằng xe, cấp cứu hả? Ở Vĩnh Châu. Vĩnh Châu mình ra bệnh viện Vĩnh Châu hả? Dạ đúng rồi, ra bệnh viện Vĩnh Châu. Mới đưa đi lên Sóc Trăng. Đưa đi là chết não rồi. Chết bệnh não viện rồi. Báo là chết não rồi. Chết não cũng như sống đi nữa cũng trở thành người thực vật. Chứ đâu có biết con cái hay là gì đâu. Người nhà đó giờ chuyển đi, bác sĩ cứ kêu chuyển đi là lên chỗ lên bệnh viện Cần Thơ đó. Dạ. Năm ăn năm thua đó. Là cũng chuyển đi nữa nhưng mà bác sĩ đã báo trước rồi là lấy đi cũng không sống nổi nữa. Ừ. Vậy là phải làm giấy tờ trở về nên không đi. Lúc ở bệnh viện mà còn sống nên là bác sĩ nói với mình vậy dạ. Rồi có chuyển đi thì cũng mất thôi. Chuyển đi là cũng mất. Về đến nhà cho nó mất. Muốn đưa về nhà được cho mất ở nhà. Dạ. Vừa đưa ảnh về là khoảng nửa tiếng sau là mất rồi. Ừ. Mất là 11 giờ 48 phút. Cũng kịp đưa về tới nhà. Ừ. Anh cũng gắng chờ tới nhà. Ôi vậy là mình đâu có cần. Ờ đúng rồi. Tại vì mình đâu có cần chụp. Mất ở nhà mà, về nhà ảnh còn sống mà. Ảnh mất nhà. Nên là khỏi chụp hồn. Nhưng mà mất, là sợ như giờ mất tại đây nè, sợ mất ở đây nè. Sợ mất ở đây chết hồi sinh thôi. Đúng rồi. Không biết bác sĩ cái chết hồi sinh đâu mà. Trong lúc mà nó té là nó chết nó xỉu rồi. Xỉu rồi. Nó mềm xèo ở đây nè. Không mà về tới nhà mà còn ư e được mấy cái rồi mới đi mà. Ông còn ví dụ muốn nói cái gì với con cháu đó, là nói không được. Là 11 giờ 48 phút đó, là lúc mất. 11 giờ đêm. 11 giờ đêm. Rồi liệm là hồi nào? Liệm là 9 giờ sáng. Dạ. 9 giờ sáng. Trời ơi, nhỏ quá chừng rồi, với nhỏ. Người ba thân với trong gia đình rồi, là người là đau lòng nhất. Với gia đình đó không có gì đâu, nghèo cũng chết. Nghèo lắm hả cô ha. Nghèo lắm, nếu như nó làm thuê nó nghèo lắm phải nói. Theo như cô là dân địa phương ở đây thì cô xác nhận là hộ của anh chị là nghèo ha cô. Ừ, nó nghèo lắm. Vợ của nó thì bệnh cũng như là phong nông gánh giật hoài đó. Rồi còn chồng của nó vợ phong nông gánh. Người ta làm cho người ta hoài à. Chồng nó thì ở dưới tôm xuống người ta cũng tội nghiệp lắm thằng cháu. Dạ. Ai mướn gì thì cứ làm đó. Ai mướn gì đó làm. Vợ mình con. Bữa tính hả sư? Khỏe nè. Ờ khỏe đi. Ở đây người dân mình cũng đi làm thôi là muốn. Đi làm ở đây là có chồng. Đây đâu chồng tròn gì đó. Không có nói đâu có đất đai với chồng gì nó chỉ đi ở với người ta không mà. Có nghe chỉ chắc hàng xóm như là kéo lời đông lắm thôi. Ừ đúng rồi, đông. Cái đoạn đường này nó cũng vắng vẻ mà lại vắng bà nhờ lại tới đây vậy. Ừ, té mức độ đâu. Thấy à. Thấy rồi thẳng quá trời. Đâu có đường cong làm gì á. Đúng đâu là cái cua bên kia. Ở đây ngay đây. Ở đằng để đằng đó cũng có cái cua nữa kìa. Tính ra té là té đằng đó ha. Em phức đó. Ở đây cua. Ở đây là cái đoạn đường khá là thẳng nhưng mà lại cái nơi mà để mà bị té tới nhà rồi. Gần tới nhà. Coi thử còn cái dấu gì không ta? Không thấy dấu gì chứ ha. Ở đây nè. Đây là cô phải không ha, nè đại mưa đó, đại mưa nó ra cô không có, giống này giống nó bể đó. Nè. Dấu này giống cạm mới nè. Như cái gác chân á. Gác chân gớt. Gác chân gớt xuống mà bể lộ luôn. Đúng rồi đó. Gác chân rồi nó cạ xuống đó, bể lộ. Cạ bể lộ. Cái này là cái cần số nó cạ bể gãy cần số.
để cái căn số rồi xe. Dạ. Xe để căn số rồi. Để căn số luôn rồi. Tại vì để căn số luôn. Để căn số luôn rồi. Thấy cái đầu xe là nó bị nhuyễn rồi, nó bị cong luôn rồi. Ừ. Tại mấy bữa trước đó nó vô sửa xe là xe nó bị chết lửa. Chết lửa. Chết lửa. Sửa thay thường thay áo thay pin lửa đồ đó. Dạ. Hoàn cảnh gia đình được thật sự quá khó khăn các nhà. Bà con thấy dòng họ gia đình thì cũng ai cũng đi làm ai cũng khó khăn hết trơn. Dạ. Rồi mà giờ bỏ lại ba đứa nhỏ không biết sao luôn. Giờ ba đứa nhỏ này sau này không biết cuộc sống ra sao nữa. Dạ. Bởi vì té mà té xe ngay trước cửa của nhà chị mà thấy khi mà ảnh mất rồi để ba đứa nhỏ chị còn sót. Tai nạn mà sao mà biết mà tránh được. Mà nó hả? Trong xóm nó không có ai ghét nó. Anh Hiền. Ông Hiền cô là hai vợ chồng ai ghét nó rồi. Nó nói chuyện dễ thương, nó nói chuyện nó xinh kế vậy mà. Hai thương luôn. Anh sống hiền hậu mà mất sớm mà. Trong Hiền cô à, ai có nói chuyện ngọt hết, dầu cái gì đi nữa cũng ai mà ghét nó đâu. Nó biết lễ phép này kia, biết người lớn nhỏ thì nó biết đó. Dạ. Ai cũng thương cho nó đi. Làm kiếm tiền với con hào, gặp mẹ. Người lớn rồi nó không có hổ hạ ai đâu. Dạ. Cô hạ cô còn tiền đó. Cô lấy ra gác của con này, vợ chết thì con gác đi ở người ta làm người nuôi con của con nha con á. Nói dạ con biết thì cô có nói tiền. Dễ thương lắm. Dạ dạ thưa thưa là có hổ. Dạ không bảo ông ai nó tử đâu. Ông hai số của anh cũng vắng. Anh cũng vắng số. Hằng ngày là anh đi làm là làm gì ha? Cái bữa đó anh làm gì ha? Cũng không biết bữa đó nó cũng như bữa đó nó nghỉ ở nhà nó cũng không làm gì nó tự thuê đi nhà bạn nó chơi thôi. Cái bữa đó thì mình không biết làm gì không, mình không biết thì không hay là hàng ngày anh làm gì ha? Hàng ngày á người ta mướn gì đi đó. Nói chung là người ta mướn gì làm mấy nó mướn cái đầu như đầu đất hay là bằng cỏ hay là xịt thuốc gì làm hết gì nó làm cái đó đi hết á. Ai kêu giờ nào đi giờ đó. Nhưng mà bữa đó trời nó đi bên vợ nó không gì không. Dạ. Cho vợ thì mình không biết. Anh đi làm chắc biết. Ngày anh đi làm chắc mình cũng đâu biết anh đâu đi biết, đâu sáng đâu. Đi rồi chiều về thôi mình cũng đâu biết. Rồi nó đi dạ. Không biết nó đi đâu về dạ. Nó đi đẳng về thì sợ nó đi bên vợ thăm bà già vợ nó bệnh không cái gì. Mình xui rủi biết không được đâu. Từ ngày mà chị mất rồi anh đi làm gì ba đứa nhỏ ai trông coi trong nhà ba đứa nhỏ trông ơn nó chị nhà có cơm thì có gì cho cháu nó ăn đấy gì đó. Rồi ăn có khi ăn bên nhà gì có khi ăn bên nhà bà nội. Dạ. Đi qua đi lại bé lớn nhất thì nó 11 tuổi nó bỏ học rồi mẹ nó chết rồi nó không chịu đi học nó giữ em nghỉ học luôn. Dạ. Có gì thì cho con cháu nó ăn đấy đó là kiếm ruột. Nghe mà bé nói bé nghỉ học để mà chăm em nó nghe là rất là sốc sắng. Dạ. Bây giờ đứa em nó đứa 8 tuổi mới ba nó mới chở đi học qua cái thằng chết mới chở nó đi học rồi. Dạ. Chở đi học rồi gặp cô ở trường học cô Phiên đó đó. Gặp cô Phiên. Cô nói bé ơi con ráng làm đi đặng giờ vợ không có rồi con làm nuôi ba đứa con thì con cái dạ con biết thì cô không có đi làm. Chị về phép lắm không khổ nào đó. Dạ. Chứ nó không như sao mà nói ngang tầm. Ừ. Hiền lắm, ai nói thì nói. Mình nó nói chuyện nó kêu tôi bằng số. Số hả? Số gì là ní hả? Không số nữa là dâu quá. Số dâu quá. À. Mà nó dạ thưa nữa, nó nói chuyện với mình mà nó dạ thưa nữa. Hiền hả? Cũng hiền lắm. Dạ. Phải chi mà chị mất á, vợ của anh mất á, để là anh nuôi anh chăm sóc ba đứa nhỏ. Giờ anh lại tai nạn cái mất luôn. Thấy cái vụ này giống như cái vụ mà cái đập kéo cá đó. Hai vợ chồng đi làm đi kéo cá đó. Ở ngay chợ Đại Tâm á. Thì có nghe. Cái đó là xảy ra ban đêm. Ban đêm phải. Người ta tông ở phía sau là tới thì mất hai vợ chồng luôn một lượt. Bỏ lại ba đứa nhỏ nữa. Tổng hy vọng là
ba đứa nhỏ này sẽ được mạnh thường quân ủng hộ, thương rồi giúp cho ba đứa nhỏ. Hai bên nào cũng dạ. Ai cũng khó khăn, ai cũng có gia đình, người đi làm riêng hết rồi. Giúp thì giúp phần nào thôi, ăn uống này kia thôi chứ đâu phải tiền bạc. Ba đứa nhỏ cũng rơi nước mắt hết. Dạ. Nghĩ đi. Bình thường anh chị làm cái cuộc sống mà còn khó khăn nữa rồi mất đi. Ba đứa nhỏ thì biết là ăn uống rồi thì cô bác cho. Còn nhưng mà về sau này nó rất là thiếu thốn cái này cái kia, muốn mua cái gì cũng không mua được. Đâu có cha mẹ đâu mà mua cho. Này nghe tội ghê luôn. Thấy cũng đau lòng quá. Dạ. Dạ. Cô thấy nó đẻ vậy, cô đã thấy nó chết nữa bên mình, tụi nghiệp mới gặp nó rồi. Tụi nghiệp. Rồi ông chồng chị nói mới không gặp nó biết lâu rồi. Cái sửa xe rồi đó không gặp nó sao sao mà khiến cửa đó cái gặp nó. Hỏi nó mày đi đâu? Nói, em chạy qua lần này chút dạng mà lúc trưa đó. Dạ. Dạ. Nói, ông nói chuyện với nó lần cuối. Ồ, trời ơi, Dũng mới gặp đó mà hay mất rồi cũng hết hồn á. Sao mà từ ngày mà chị mất á, vợ của anh mất á, rồi anh nói với mấy đứa nhỏ lỡ mà ông anh có mất á thì chần chối. Mấy con tự chăm sóc. Anh không có dặn mình cái gì hết trơn á, rồi mấy đứa nhỏ đó. Sao mà nói với mấy đứa nhỏ? Không có nói gì với mấy đứa nhỏ. Nói với cái lớn á, nói là ba mà con mất á thì con gán nuôi mấy đứa em. Trời ơi, nói gì đó. Chắc lâu rồi á, lúc mẹ mất tao buồn á. Cái lớn nói là nói cái câu đó là nói lâu rồi. Vợ mất tao buồn, rồi đâu nó buồn. Nó có mấy đứa con. Lỡ ba có mất thì lo cho mấy đứa em. Cũng như là cũng như mẹ con điền trước thôi. Điền trước nói là mẹ chết rồi, bây giờ ba hả, nếu mà ba có chuyện gì thì tụi con mình bật. Đôi khi dạ, mà đúng rồi đó. Dạ. Dạ. Đôi khi những cái câu nói mà mình không có quan tâm đến á, rồi tới chừng nó xảy ra thì mình mới chợt nhớ được. Chợt nhớ lại bà nội đâu hay đó, nó không nói ra hết trơn á. Ba dặn rồi không nói ra hết trơn. Bây giờ hồi nãy là mấy anh hỏi là mấy bé nó mới nói mới biết đó giờ bé cũng không nói luôn. Không, bé không rồi. Có chịu nói. Hãy chị bé nói sớm thì đỡ đi phải. Dạ. Bé không nói. Dẫn đi ông Lộc á, tưới nước tưới đồ cho nó cũng khỏe. Nó không nói. Thấy mẹ đôi khi có cái người tâm sự bé mới nói chứ bình thường không lẽ chạy ra nói vậy, nói biết nói với ai bây giờ đây. Không thấy gì hết á chị ơi. Không thấy gì hết á. Nắng quá vô đi cô. Dạ. Nó mới nói là nó không thấy gì hết á. Dạ. Rồi có dặn nó nói là nó có nằm mơ thấy mẹ thấy gì thì nói cho dì biết nha. Nó dạ dạ vậy đó. Mà nó giấu. Giấu. Giấu cái điều gì. Chào mấy cô nha. Trời nắng quá thôi mình cũng chuẩn bị dạ. Mình đi. Nắng quá. À bà con với cô hả? Con có mất hai. Rồi cái lúc mà bị tai nạn gì đó rồi cô ở đằng sau. Cô ở nhà sau á. Rồi cô có nghe cái tiếng động lớn không cô? Nghe tiếng động nhưng mà chạy ra mấy nhà cô ở đây ha. Sao mà cô ở sao? Bữa xảy ra sự việc đó, cô hay liền không? Cô hay liền mà chạy ra không kịp cái em đó nó chở đi rồi chắc nó chạy xe đi kêu cháu nó lại chở chồng nó lại chở đi rồi. Lúc đó cô hay không cô? Cái này cũng chị á. Cô là cái bà con hả? Bà con của bác hai, thằng chết là con của anh á. Con của bác? Cha là bà con cái... cha thằng chết đó là bác, cha thằng chết đó là ông nội thằng chết là của bác hai. Dạ. Bà con là bác hai rồi. Dạ. Cô ở đây thì cô chắc cô hiểu rõ về hoàn cảnh gia đình của anh. Nó cũng nghèo, nó cũng khổ, vợ nó mới chết tháng nay à. Rồi nó đâu có đi làm đâu được. Nó đi nuôi con nó, ba đứa con nhỏ nhỏ, đâu có nghề nghiệp gì. Nó đi làm mướn người ta, mỗi ngày. Đi bắt cua, bắt thả lưới gì đó. Con đủ thứ để kiếm tiền, kiếm lo cho con. Rồi cũng tội nghiệp ba nhỏ, cũng tội nghiệp nó đâu đó. Dạ. Mất mẹ con cha đỡ giờ mất cha rồi lấy gì ăn. Dạ đúng rồi cô nói đúng rồi. Mất mẹ mất cha. Mất mẹ còn cha, còn giờ còn cha bị nạn mất luôn. Thì còn ba đứa nhỏ rồi. Nó nhỏ xíu rồi, nó đâu có biết làm gì đâu. Nó lại sinh bông rồi hỏi cha đâu cha chết
Trời ơi. Bây giờ ở với ai, con ở với ai, nói biết ở với ai giờ. Trời ơi. Ủa, ủa khi mà cô thấy chở đi, cô chỉ nghe vậy thôi phải không? Lúc đó cô có nghĩ là anh mất không? Chắc cũng nghĩ mất rồi. Thấy nặng quá hả? Nặng quá. Nghe nói nặng quá. Lúc cô đi ra là cô thấy dũng máu lớn không cô? Thấy máu nhiều quá. Dạ. Nhiều quá rồi phải chở nó đi rồi. Cô cũng thấy năng, mà có thấy cũng sốt á. Dạ, thấy đau sốt nha. Thấy tội quá. Bây giờ nó mắc thì nó khỏe rồi, còn ba đứa nhỏ sao? Đúng rồi nó cô. Sống ra sao? Bây giờ nhờ mấy cộng đồng mạng dùng nước nuôi nó. Cho dạ. Nó cô cũng muốn là cộng đồng chung tay để giúp đỡ cho ba bé. Để cộng đồng mạng giúp cho nó đi. Dạ. Sao giờ nó còn nhỏ quá. Dạ. Tại vì nó lớn đi chị nuôi em, giờ dạ, nó còn nhỏ rồi. Hết trơn, làm gì sống nổi. Thấy vòng vòng xóm ai cũng thương, ai cũng nói sao tội mấy bé quá. Dạ. Thấy nó thấy xó, thấy nó chết thì nó khỏe đó, còn con đó. Cảm ơn cô rất là nhiều, cảm ơn những cái lời chia sẻ của cô nha. Dạ, cái cô sức khỏe nha, con chào cô nha, chào hai cô. Chào cô luôn.